Cái bill đã hết 890.000 mà chị chỉ mang mỗi 500.000 thôi. Yên tâm, cái Hà nó đã bao thì cái gì nó cũng lo được hết. Trả 500.000 tiền mặt, số còn lại thì chuyển khoản. Chị ơi, chị chủ nhà em đi vắng rồi. Các chị chịu khó gửi thêm tiền mặt giúp em với. Canxi hữu cơ Úc nét cửa cành, định hướng canxi vào từng mô xương. Đúng rồi, em mới có ý tưởng nữa. Nói cho bây giờ mình ăn có mũi cốc xoài này không đủ đâu. Mình ra ngoài đi ăn vặt đi. Đi ăn vặt món khác đi chị. Chị không đi đâu. Hả? Chị không cái quán cạnh hồ á, em thấy chỗ đó có đồ ăn vặt có ốc nữa. Cũng ngon. Được thôi thôi. Chị không thích ăn gì đâu. Ê, cái này ngon này. Ui chị cứ đi đi. Chị đi với bọn em đi ra đấy nhá. Kiểu nhiều khi trăng thanh gió mát, nhiều khi lại có một vầng trăng ở trên trời. Đi đi, em đi lấy tiền. Anh ra cái gì áo. Sao? Em suy nghĩ này. Sao? Tất cả những thứ này đều là do chị làm, đúng không? Chị mua. Thế cho nên bây giờ mình đi ra ngoài tất cả là vì chị Phương. Không có gì phải lo cả. Chị đã có đây rồi. Money. Ghê ta. You bao. Ai bao? Hôm nay chị cho chị đó, hôm nay về bảo rồi. Về bảo bao. Đi thôi, đi thôi. Đi đi đi. Đi. Chị đi nhanh, không cần thay đồ đâu. Chị đi chị vui xong rồi ăn một ít thôi nhá. Thôi chị ăn bao nhiêu tốt bấy nhiêu cũng được. Ăn không hết em ăn. Thôi chị ăn hơn hoa thôi. Ok. No nhỉ? Chị có muốn ăn thêm khoai không? Kêu gì? Em gửi ạ. Của các chị hết 890 ạ. Đắt thế. Hết bình thường mà. Cái bill đã hết 890.000 mà chị chỉ mang mỗi 500.000 thôi. À, chị yên tâm. Yên tâm. Cái Hà nó đã bao thì cái gì nó cũng lo được hết. Đây chị trả 500.000 tiền mặt, số còn lại thì chuyển khoản. Chị ơi, chị chủ nhà em đi vắng rồi. Các chị chịu khó gửi thêm tiền mặt giúp em với. Chị cũng không ăn tiền. Anh ơi, em đợi bọn chị tí nha, xong chị kêu em. Dạ vâng ạ. Ok, cảm ơn em. Sao? Thế? Sao? À, biết rồi, hãy gọi điện cho chồng chị. Đấy là cứu tinh của cuộc đời chị. Thôi, gọi cho anh Công đi. Chị ăn nhiều nhất mà. Thôi, không cần phải khách sáo như thế. Chị mà làm như thế là phụ lòng tốt của em tối ngày hôm nay. Chị cứ để yên đấy cho em lo. Thôi thôi, chị gọi cho anh Công nào. Thôi, chiều bà bầu đi. Anh không nghe máy. Số phận nó đã an bài như thế rồi. Tất cả buổi tối ngày hôm nay, đây là sắp đặt của tạo hóa rồi. Chị hãy cứ để cho em sẽ bao bọc và lo lắng nha mọi người. Thôi chết, hết pin. Chị gọi nhanh lên đi. Đây, 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 đây. Quay. Cậu ơi. Nghe điện thoại đi cậu ơi. Điện thoại còn có 1% thôi. Cái gì đây? Nghe điện thoại đi. Cậu ơi. Hey. Chết rồi, không nghe bây giờ làm sao? Thì gọi lại đi chứ. Làm sao không nghe được? Từ từ nó sắp ngủ rồi. Bây giờ sao? Bây giờ mình nhắn tin đi, bởi vì nếu mà gọi thì cái điện thoại này nó sẽ tốn pin hơn. Nó bớt hơn, nhắn tin. Cứu bọn em. Cái gì? Ở đâu? Ở con ốc. Ốc ven hồ. Chị lâu quá để em nhắm. Quán ốc ven hồ. Cái gì? Gấp lắm. Đây. Ven hồ nha. Sao đây chút rồi. Ui à. Này có được không? Sao đấy? Có hết pin rồi chị. Ô sao sao tôi chết rồi. Sao thế, có kịp gửi không? Tôi chết, em bấm xong nó tắt. Thế nó đến được không nhỉ? Em nói đúng mà, cái cảm giác của em là nó đúng lắm chị, mà bao là chắc chắn ngày hôm nay là nó phải xảy ra cái chuyện gì đó, nó không suôn sẻ được đâu. Thôi để em búc taxi xong rồi em về em lấy tiền cho nó nhanh hơn, chứ bây giờ làm sao mà biết được tin nhắn có gửi qua hay không. Cứ ngồi im ở đây để chị tính. Thì cứ bắt taxi đi rồi em kêu người ta cứ đợi. Cứ ngồi im ở đây. Bây giờ là mình phải có lòng tin. Phải có lòng tin, tất cả chúng ta phải tin vào tín hiệu của vũ trụ. Hả? Sẽ chuyển cái tin nhắn này đến thẳng máy của anh Thành kịp lúc, trước khi nó hết pin. Chị nghĩ là bây giờ là anh Thành đã đọc được cái tin nhắn đó và bây giờ là anh đã dắt xe ra ngoài cửa rồi. Chị xin lỗi nhá. Cũng tại hôm nay chị ăn nhiều quá.
À không không, phải chị đâu. Tại chị Hà mà, chứ phải tại chị đâu. Ai da, chị đừng nói như thế nhá. Hôm nay là chuyện của em lo. Ờ à, thôi hai người cứ thoải mái đi, ngồi ở đây ngắm sao hưởng gió mát đi, để em tập trung vào tín hiệu của vũ trụ một tí. Này chị, chị nghĩ là có tới không chị? Có chứ. Hả? Có, nhưng mà chưa đến. Hả? Chưa đến.